Lễ hội du lịch Hà Nội vừa chính thức khai mạc vào tối 13 tháng 5 và sẽ diễn ra trong 2 ngày kế tiếp tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng. Phát biểu tại lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề Hà Nội đến để yêu là sự kiện quan trọng, khẳng định thành phố Hà Nội đã khôi phục trạng thái bình thường mới để tiếp tục phát triển hoạt động du lịch nói riêng và mọi mặt đời sống nói chung. Tham gia lễ hội còn có sự góp mặt của Tổng cục Du lịch Thái Lan và gần 100 doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp lớn như hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Hà Nội Tourist, Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô. Khu vực trực tiếp giới thiệu những điểm du lịch không thể bỏ qua của Hà Nội với sự tham gia của các hãng hàng không, các khu du lịch, doanh nghiệp du lịch và đại diện 9 tỉnh thành phố bao gồm Yên Bái, An Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Giang, Lai Châu và Phú Thọ. Tại đây, du khách có cơ hội sử dụng nhiều tour du lịch độc lạ, nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn của các hãng hàng không. Không gian trực tuyến với điểm nhấn là các sản phẩm du lịch của doanh nghiệp trên nền tảng số. Với hình thức này, du khách trên có thể tiếp cận và mua các tour du lịch hấp dẫn thông qua hình thức trực tuyến. Cụ thể, du khách khắp cả nước dễ dàng tham quan nhiều điểm đến hot nhất tại Hà Nội thông qua ứng dụng công nghệ 4.0. Chia sẻ tại lễ hội, ông Nguyễn Hữu Việt, trưởng phòng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội cho biết, được tổ chức đúng dịp SEA Games 31, lễ hội năm nay được kỳ vọng là cơ hội lớn để các doanh nghiệp công bố những sản phẩm du lịch liên vùng, những tour mới mẻ mang lại các trải nghiệm đặc biệt cho du khách trong và ngoài nước.